Thưa quý vị, nhân dịp Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, ngày hôm nay 14 tháng 2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chúc mừng. Thưa quý vị, đất đai là vấn đề rất phức tạp, nhạy cảm, được sự quan tâm của toàn xã hội liên quan đến mọi mặt của đời sống kinh tế và xã hội, mọi người dân. Vì vậy, việc tổng kết cần tiếp tục bám sát chủ trương đường lối của Đảng, nhất là cương lĩnh của Đảng và Hiến pháp năm 2013, Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, đồng thời giải quyết được các vấn đề có tinh chất cụ thể, ngắn hạn trong từng giai đoạn, giải phóng tối đa, khai thác, phát huy cao nhất nguồn lực đất đai phục vụ phát triển đất nước, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, nhất là góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ. Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị Ban chỉ đạo tổng kết thực hiện nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại lần thứ tư vừa được tổ chức vào sáng nay 14 tháng 2 tại trụ sở chính phủ. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cùng chủ trì hội nghị. Thời gian qua, thực hiện ý kiến của Bộ Chính trị, Thường trực Ban Chỉ đạo đã tổ chức khảo sát làm việc, lấy ý kiến với các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương và các địa phương. Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo cụ thể những nội dung đã làm được, những nội dung chưa làm được, những vấn đề cần xin ý kiến Ban Chỉ đạo. Các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề còn có ý kiến khác nhau, những quan điểm, mục tiêu mới, các quan điểm tiếp tục đổi mới thể chế chính sách quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn tới, phát huy nguồn lực từ đất đai, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, thể hiện chính kiến, sát thực tế tại hội nghị. Các ý kiến đều đánh giá cao công tác chuẩn bị tài liệu cho hội nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo và Tổ biên tập. Việc triển khai các nhiệm vụ thời gian qua của Thường trực Ban Chỉ đạo rất tổng thể, toàn diện, bài bản với việc tổ chức các hội thảo, tham khảo ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trên quan điểm bám sát nghị quyết 19 NQTVK kết hợp với việc tổng kết thực hiện luật đất đai, bám sát tình hình, rút ra những mặt được, chưa được, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đưa ra mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp, việc tổ chức thực hiện thời gian tới. Đất đai là vấn đề rất phức tạp, nhạy cảm, được sự quan tâm của toàn xã hội, liên quan đến mọi mặt của đời sống kinh tế và xã hội, mọi người dân, Thủ tướng yêu cầu. Các ông chí tiếp tục hoàn thiện, tiếp thu ý kiến của các cơ quan. Làm sao cái mục tiêu tổng quát thì nó phải bám sát vào cái chủ trương đường lối, nhất là cái nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Rồi chúng ta phải bám sát vào cái lớn hơn nữa là cái cương lĩnh, rồi cái hiến pháp. Các cái mục tiêu cụ thể phải giải quyết được những vấn đề có tính chất cụ thể và có tính chất là nó ngắn hạn trong từng cái giai đoạn. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh một số nguyên tắc rất cơ bản là việc sửa đổi luật đất đai bảo đảm đồng bộ với các luật có liên quan, phù hợp với thể chế chính trị của Việt Nam. Việc điều chỉnh các quan hệ đất đai phải coi trọng hơn nữa vai trò của thị trường. Các chính sách được ban hành không thể bao phủ toàn bộ các góc cạnh của cuộc sống, nhưng cần tháo gỡ được các khó khăn, ách tắc trong thực tế, cả về thể chế và khâu tổ chức thực hiện. Tăng cường phân cấp, phân quyền trong quản lý đất đai theo hướng ai làm tốt hơn thì giao nhiệm vụ, cá thể hóa trách nhiệm, phân bổ nguồn lực hợp lý, nâng cao năng lực thực thi của các cấp và đội ngũ cán bộ, tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Với các vấn đề còn ý kiến khác nhau, Thủ tướng nêu rõ phải bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, khuyến khích và lắng nghe các ý kiến phản biện từ nhiều góc cạnh. Với những vướng mắc về thể chế, cần nêu rõ vướng mắc ở đâu, chủ thể nào, đối tượng nào bị ảnh hưởng nhiều nhất. Khi đưa ra chính sách mới cần cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng, đánh giá tác động hết sức chặt chẽ, toàn diện, bảo đảm chính sách đi vào cuộc sống, thực hiện có hiệu quả. Về các nhiệm vụ tiếp theo, Thủ tướng yêu cầu Thường trực Ban chỉ đạo tổ biên tập và các cơ quan có liên quan khẩn trương tiếp thu tối đa các ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo, các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương và các địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học, chất lọc, thống nhất để hoàn thiện các báo cáo, dự thảo, trình cấp có thẩm quyền trong thời gian sớm nhất, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Ngày hôm nay, thông tin từ Văn phòng Quốc hội cho biết, theo dự kiến chương trình, phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 2. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự phát biểu khai mạc và cùng các phó chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp. Về công tác xây dựng pháp luật, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý hai dự án, luật cảnh sát cơ động, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ, cho ý kiến về đề nghị bổ sung dự án luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, xem xét dự thảo nghị quyết sửa đổi,
bổ sung nghị quyết số 575 NQ-UBTV-QH12 ngày 31 tháng 1 năm 2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ban Công tác đại biểu và dự thảo nghị quyết sửa đổi quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đối với công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 1 năm 2022 của Quốc hội, báo cáo kết quả bước đầu của 4 đoàn giám sát chuyên đề và quyết định việc lựa chọn đơn vị, địa phương để tiến hành giám sát thực tế 4 chuyên đề về việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021, về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến ngày 1 tháng 7 năm 2021, việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021, việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét quyết định về việc thành lập các phường thuộc xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Thưa quý vị, nhân dịp bà Tulia Ackson được bầu làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Thống nhất Tanzania vào ngày 1 tháng 2, ngày hôm nay 14 tháng 2, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi thư chúc mừng. Trong thư, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng rằng trong thời gian tới, với sự ủng hộ của bà Chủ tịch Quốc hội Tanzania, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, góp phần đưa quan hệ và hợp tác Việt Nam-Tanzania ngày càng phát triển sâu rộng vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước. Thưa quý vị, Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam là một giải thưởng lớn thường niên, được trao cho các tác phẩm văn học xuất sắc ở các thể loại thơ, văn xuôi, lý luận phê bình, văn học dịch và văn học thiếu nhi. Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam được trao muộn hơn so với mọi năm, nhưng các tác phẩm tạo được ấn tượng nhiều hơn với độc giả. Lễ trao giải vừa diễn ra sáng nay, 14 tháng 2 tại Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đến dự. Ở thể loại văn xuôi, tác phẩm được trao giải thưởng là tiểu thuyết Một ví dụ xoàng của tác giả Nguyễn Bình Phương. Thể loại lý luận phê bình là tập văn bản văn học và sự bất ổn của Nghĩa của tác giả Trương Đăng Dung. Thể loại văn học dịch được trao cho tiểu thuyết Châu Phi nghìn trùng, bản dịch của Hà Thế Giang. Mùa tiểu học cuối cùng của tác giả Lê Văn Nghĩa là tác phẩm xuất sắc được trao ở thể loại văn học thiếu nhi. Mỗi tác phẩm được trao giải bằng chứng nhận và số tiền là 20 triệu đồng. Riêng thể loại thơ, do năm nay tác giả đạt số phiếu đủ điều kiện trao giải, rút tên ở phút chót, nên ban chung khảo chưa chọn được tác phẩm thơ để trao. Theo Bộ Quốc phòng, trong toàn bộ 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, ngày 16 tháng 2 tới đây sẽ có 51 địa phương tổ chức giao nhận quân, ngày 17 tháng 2 có 3 địa phương và ngày 18 tháng 2 là 4 địa phương, ngày 20 tháng 2 là 5 địa phương. Các trường hợp từng là F0, F1 sau khi xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR có kết quả âm tính thì vẫn tiến hành giao nhận quân theo kế hoạch. Đối với trường hợp đang là F0 thì sẽ giữ lại địa phương sau khi theo dõi, điều trị ổn định. Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự kết luận đủ điều kiện nhập ngũ sẽ thực hiện giao nhận quân theo quy định. Trường hợp xác định không đủ điều kiện nhập ngũ thì tiến hành bù đổi trong 14 ngày tính từ ngày giao nhận quân. Đến thời điểm này, tỉnh Phú Thọ đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày hội giao quân, bảo đảm an toàn chất lượng. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương thực hiện tốt các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm đủ chỉ tiêu với phương châm công khai, công bằng, dân chủ và đúng luật. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại huyện miền núi Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Với mong muốn được rèn luyện trong môi trường kỷ luật quân đội để trưởng thành, vừa để thực hiện được nghĩa vụ của mình đối với Tổ quốc, khi được cầm trên tay lệnh gọi nhập ngũ, chàng thanh niên dân tộc Mường Hà Ngọc Kiên rất hồi hộp phấn khởi và háo hức chờ ngày nhập ngũ. Đây không chỉ là mong muốn của cá nhân Kiên mà còn là nguyện vọng của cả gia đình. Khi nhận lệnh gọi nhập ngũ, tôi rất vinh dự và tự hào. Khi vào quân ngũ, tôi sẽ quyết tâm rèn luyện, quyết tâm hoàn thành xuất sắc. Gia đình tôi động viên cháu vào trong quân đội là rèn luyện để trưởng thành. Khi trở về địa phương thì có ích cho xã hội, cho quê hương.
Năm 2022, huyện Thanh Sơn được giao 208 chỉ tiêu công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Để hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, trực tiếp phụ trách theo dõi chỉ đạo các xã, thị trấn, thực hiện tốt từ việc rà soát, nắm chắc số lượng, chất lượng chính trị, sức khỏe, trình độ văn hóa, đến việc thực hiện xét duyệt các đối tượng thuộc diện miễn tạm hoãn. Sau khi nhận lệnh nghĩa vụ quân sự, thì đối với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà, đồng thời là triển khai cho các chi bộ khu dân cư và các ban ngành đoàn thể thăm hỏi, động viên. Thì đến giờ phút này 23 công dân đã sẵn sàng lên đường và tất cả đều hăng hái lên đường. Để giúp các tân binh yên tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ, cấp ủy chính quyền các địa phương cũng đã quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đối với các tân binh, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho ngày giao quân được chu đáo, an toàn và thực sự trở thành ngày hội của tuổi trẻ, sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.